Chào mừng các con đã quay trở lại kênh Blue English để nghe thầy hướng dẫn chúng ta tiếp hôm nay bài Unit 2 I'm from Japan, Lesson 3. Trong cái bài Lesson 3 này chúng ta đi vào phần 1 Listen and Repeat. Đây chúng ta quan sát thấy hôm nay có chúng ta học chữ cái Chui và Vi. Đọc lại nào. Chui, Vi. Chữ cái Chui trong từ Japan, chữ cái V trong từ Vietnamese sẽ được phát âm như thế nào? Mời chúng ta nghe nào. Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. Japan. Japan. I'm from Japan. Vietnamese. I'm Vietnamese. Rồi, các con nghe rõ chưa? Chúng ta đọc lại nào. Japan. Japan. I'm from Japan. V. Đọc gần giống như chữ V ở trong tiếng Việt. V. V. Vietnamese. I'm Vietnamese. Sau rồi mời chúng ta chuyển sang phần 2. Listen and tick, then say aloud. Chúng ta nhiệm vụ là nghe và đánh dấu tick, sau đó đọc to lên. Ở đây chúng ta thấy có hai câu, one, two. Câu 1, A, Japan. B, Japanese. Number 2, A, Vietnam. B, Vietnamese. Các con đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ nghe và đánh dấu tick vào nào. Bắt đầu. Page 16, Activity 2. Listen and tick, then say aloud. Okay. 1. 1. Hi, I'm Akiko. I'm from Tokyo. I'm Japanese. I'm Japanese. 2. Hello, my name's Quan. I'm from Vietnam. Page 16. Okay. Activity 3. I'm from Vietnam. Ok. Như vậy con làm có đúng không? Như vậy là rất tốt. Chúng ta đọc nào. Japanese. Japanese. Vietnam. Vietnamese. Ok. Chúng ta chuyển sang phần 3 nhé. Đọc nào. Lesson. What nationality are you? Nationality. What nationality are you? Hello, what's your name? My name's Mai. Xin chào, bạn tên là gì nhỉ? Mình tên là Mai. Where are you from? Bạn đến từ đâu? I'm from Vietnam. Vietnam. Mình đến từ Việt Nam. Where in Vietnam? Ở Việt Nam thế ở tỉnh nào đấy? Ở đâu đấy? Mình ở Hà Nội, thành phố Hà Nội. What nationality are you? Thế bạn có quốc tịch gì? Mình có quốc tịch Việt Nam, Vietnamese. Hello, what's your name? My name's Akiko. Xin chào, bạn tên là gì vậy? Tên mình là Akiko. Where are you from? Thế bạn đến từ đâu? I'm from Japan. Mình đến từ Nhật Bản đấy. Where in Nhật Bản? Ở Nhật Bản thì bạn đâu nhỉ? Tokyo. Mình ở Tokyo, thành phố Tokyo đấy, thủ đô đấy. What nationality are you? Thế bạn có quốc tịch gì? I'm Japanese. Japanese. Mình có quốc tịch Nhật Bản. Bây giờ mời các con chúng ta lắng nghe nào. Let's chant. Let's chant. What nationality are you? 1, 2, 3, 4. Hello. What's your name? My name's Mai. Where are you from? I'm from Vietnam. Vietnam. Where in Vietnam? Hanoi. Hanoi. What nationality are you? Vietnamese. Vietnamese. Hello. What's your name? My name's Akiko. Where are you from?
I'm from Japan. Japan. Where in Japan? Tokyo. Tokyo. What nationality are you? Japanese. Japanese. Các con nghe rõ cả chưa? Các con đọc được chưa? Chúng ta sẽ đọc lại sau nhé. Bây giờ mời các con chúng ta chuyển sang phần 4. Read and complete. Ở phần này chúng ta tiếp tục luyện kỹ năng đọc. Các con nhé, chúng ta nhìn thấy sẽ bức tranh nào? Ở các bạn đang ở đâu nhỉ? Các bạn đang ở vườn thú, đúng rồi, giờ rủ. Chúng ta thấy có những bạn nào? Thầy chỉ con đọc nhé. Linda, Tony, Akiko, Mai, ai đây nhỉ? Hakim, Tom, Quân, and Nam. Ok, và có thể có nhiều bạn khác nữa. Bây giờ mời con chúng ta nhìn vào bài đọc nào. Trước hết chúng ta sẽ đọc bài đọc nhé. Hi, my name is Akiko. I am from Tokyo, Japan. I am Japanese. I am in Hanoi now. I have a lot of friends. They are from different countries. Đây chúng ta thấy có từ mới, different country. Country nghĩa là đất nước, different là nhiều nước khác nhau. Họ đến từ nhiều đất nước khác nhau, different countries. Tony is from Sydney. Sydney là thành phố của Australia. Australia. He is Australian. Linda is from London, England. He is English. Tom is from New York, America. He is American. Và chúng ta thấy ở đây có một cái table, một cái bảng. Ở đây chúng ta thấy có một table, một cái bảng. Bảng này bao gồm những gì? Name, tên, bao gồm có bạn Akiko, Tony, Linda and Tom. Ở đây có thành phố, Akiko ở thành phố Tokyo của đất nước Japan, Nhật Bản. Và bạn ý có quốc tịch Nhật Bản, Japanese. Tương tự như thế, các con sẽ đọc cái bài ở phía bên trên này và hoàn thành cái table, cái bảng này cho thầy. Đây chúng ta sẽ xem Tony. Tony ở đâu nhỉ? Ở thành phố nào nhỉ? Và bạn ấy, đất nước của bạn ấy là gì? Và quốc tịch của bạn ấy là gì? Bây giờ chúng ta tìm xem nhé. Tony đây rồi. Tony is from Sydney. Như vậy chúng ta sẽ điền Sydney. Của đất nước gì nhỉ? Australia. Như vậy bạn ấy sẽ có quốc tịch gì? He is Australian. Rồi. Đến lượt bạn Tom. Linda. Chúng ta thấy bạn Linda. Linda is from London. Của đất nước gì nhỉ? England. Và bạn ấy có quốc tịch gì nhỉ? English. Bạn ấy là người Anh đấy. Có quốc tịch Anh. English. Tiếp đến chúng ta thấy có bạn Tom is from New York. Bạn ấy đến từ nước Mỹ, America. Bạn ấy là người Mỹ, American. Ok. Mời con chúng ta chuyển sang phần 5. Let's try. Ta có thể nhìn thấy ở đây là cuộc hội thoại giữa bạn Quân và chính mình. Như vậy, bạn Quân sẽ hỏi ta một số câu hỏi. Nhiệm vụ của các con sẽ là viết những câu trả lời vào ở đây. Có mấy câu trả lời các con nhỉ? 1, 2, 3. Đúng rồi, có 3 câu. Bạn Quân sẽ hỏi gì đây? Hi, my name is Quân. Bạn ý tự giới thiệu. Bạn ý tên là Quân. Bạn ấy hỏi tên của mình bằng câu What is your name? Ta sẽ trả lời câu hỏi của bạn Quân là My name is... Cộng với tên của mình, chẳng hạn như tên của mình là Hoa. Where are you from?
Bạn đến từ đâu? Mình đến từ Việt Nam. I'm from Vietnam. Chẳng hạn như mình đến từ Hồ Chí Minh City, Việt Nam. Hồ Chí Minh City, Việt Nam. Rồi. Có thể bạn đến từ thành phố khác, ví dụ Đà Nẵng, Việt Nam, vân vân. Bạn Quân tiếp tục hỏi, what nationality are you? Bạn có quốc tịch gì? Mình là người Việt Nam, nói nào. I'm Vietnamese. Đọc lại nào, I'm Vietnamese. Ok. Các con làm đúng như vậy không? Chúc mừng các con. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài 6. Project. Ở bài tập này, các con hãy chọn một trong các quốc gia Australia, America, England, Japan, Malaysia and Vietnam. Như vậy chọn một trong các quốc gia này, đúng không? Chọn trong các quốc gia này, chúng ta sẽ làm... Bây giờ chúng ta sẽ điền tên của mình ở đây. Ví dụ tên của ta là Peter. Đất nước của mình là gì? England. Nước Anh nhỉ? Và thành phố của ta là London. Nationality, quốc tịch gì các con nhỉ? English, đúng rồi. Và chúng ta sẽ vẽ lá cờ ở đây, đúng không? Lá cờ của nước Anh các con có vẽ được không? Nó hình gì nhỉ? Hình chữ nhật, đúng rồi. Cờ Anh hình chữ nhật và có hai đường chéo. Chéo góc, đúng rồi. Đấy. Cộng thêm hai đường tạo thành hình thập. Đấy. Như vậy đây chính là cờ nước Anh, đúng rồi. Còn rất tốt. Như vậy nếu như chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta sẽ vẽ lá cờ cờ đỏ sao vàng năm cánh, đúng rồi. Như vậy lesson 3 của unit 2 đến đây đã kết thúc. Thầy cũng xin chào tạm biệt các con. Now goodbye for now.